Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Bản tin 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu năm nay, những trận mưa bão Trung Quốc trải qua 3 trận lũ lớn, khắp các vùng của Trung Quốc hứng chịu mưa xối xả, lũ lụt, nhân dân khốn đốn. Ấn Độ cũng hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng thấy tàn phá ở bang Assam phía đông. Trong lúc nước lũ dâng cao, cảnh sát đã phối hợp giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong xe suốt 45 phút và đưa cô đến bệnh viện. Tại Thường Châu, Nam Kinh, Giang Tô ở miền đông của Trung Quốc, đầu tháng này có mưa xối xả không ngớt, lượng mưa chỉ trong 4 ngày, tương đương với lượng mưa kéo dài hơn 8 tháng, khiến mực nước sông dâng cao, tràn vào Nam Kinh, thủ phủ của Giang Tô, chìm trong biển nước bao la, buộc 125.000 người phải sơ tán. Đây là trận lũ lụt lớn thứ 3 của Trung Quốc trong năm nay và là trận lũ lụt thứ 4 trong vòng 18 tháng. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã đi theo con sông Trường Giang bị ngập lụt để tìm kiếm bất kỳ ai cần giúp đỡ hoặc những người có thể bị mắc kẹt trong nhà của họ. Liu He, thành viên của dịch vụ cứu hộ khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, thật đau lòng khi phải làm lại quá sớm vì đây là lần dọn dẹp lớn thứ 3 mà họ phải thực hiện trong vòng chưa đầy 2 năm. Sau lũ, người dân lại phải phấn khởi dọn dẹp nhà cửa, đường đi trong khu dân cư ngổn ngang đồ đạc, vận dụng bị hư hỏng. Xe Suze, một cư dân ở rìa ngoài của thủ phủ Nam Kinh cho biết, chúng tôi chuyển đến khu nhà này khoảng 2 năm rưỡi trước và chúng tôi yêu thích nó cho đến khi trận lũ lụt xảy ra. Chúng tôi đã trải qua 4 trận lũ trong vòng vài tháng. Mùa hè năm nay không hề yên bình. Sau khi bước sang tháng này, lũ lụt đã bùng phát ở nhiều nơi tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc và ít nhất hàng triệu người bị ảnh hưởng. Giọng nói trong video của một cư dân ở thành phố Hoài Hóa, Hồ Nam cho biết, nhà của chúng tôi bị lũ cuốn trôi mất rồi, sao chúng tôi không biết phải làm thế nào. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị cuốn hoàn toàn trong dòng nước lũ, đồng thời đâm vào những ngôi nhà khác dọc theo đường khi xuôi dòng, khiến cho người dân địa phương hoảng sợ và la hét ầm ĩ. Mới đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn gây ra thảm họa ở miền Nam của Trung Quốc vào giữa tháng này. Đường phố, thành sông ở Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông bị ngập trong nước đục ngầu, mực nước dâng cao, lính cứu hỏa gần như không thể đứng vững. Tình thế thật sự rất nguy hiểm. 65 con sông ở lưu vực sông Châu Giang trải qua trận lũ lịch sử đã được cảnh báo trước. Sơn Tây, tỉnh Phúc Kiến cũng đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Đường phố và cửa hàng bị chìm trong nước lũ. Kể từ đầu tháng, thời tiết khắc nghiệt liên tục tấn công Trung Quốc. Nhiều nơi ở Quảng Đông đã phát cảnh báo đỏ về mưa dông. Trung tâm mạo danh mưa bão dữ dội, nhiều đường phố bị ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngập trong nước. Các ngôi làng gần thành phố mạo danh cũng đã bị ngập lụt và dân làng đã sử dụng bè nổi tự chế để vận chuyển gia cầm. Ngoài ra, nhiều nơi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị nước bao vây từ mấy ngày qua, ô tô cũng bị lũ cuốn trôi, thương vong chưa rõ. Tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, mưa lớn cũng đã gây ra thảm họa khiến đường phố bị ngập lụt. Cùng lúc đó, tại Âm Châu, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, một cơn bão dữ dội đang hoành hành và gió mạnh đã làm lật mái cổng và ga tàu điện ngầm. Cùng ngày, tại thành phố Hà Bắc, thành phố Bắc Long Giang, tỉnh Hoắc Long Giang bất ngờ đổ mưa lớn, gây ra lũ lớn trên núi. Các báo cáo chính thức cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ lụt. Con số thực tế vẫn chưa được kiểm chứng. Trước đó, một vụ lở đất đã xảy ra ở Trung Hưng, tỉnh Tứ Xuyên. Một quan chức của thị trấn này cho hay, đến nay họ chỉ biết có 25 gia đình bị chôn vùi trong vụ lở đất và hơn 450 người dân đã được sơ tán. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trên trang web của đài rằng 17 người đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa Thành Đô thuộc vụ của tỉnh Tứ Xuyên trước đó cũng thông báo số người chết và mất tích là khoảng 40 đến 50 người. Mưa lớn đã hoành hành nhiều vùng của Trung Quốc trong những ngày qua, trong đó tỉnh Tứ Xuyên chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 cây cầu đã bị sập trong lũ lớn kể từ đầu tuần trước. Hơn 3.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 32 người mất tích sau khi một cây cầu ở thành phố Giang Xu bị sập xuống vào tuần trước. Mưa lớn cũng đã phá hủy hơn 450 ngôi nhà ở tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam lân cận, khiến 46.800 người phải đi sơ tán. Ở vùng núi phía tây nam của Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra lở đất và động đất. Hồi đầu năm, 64 người, trong đó có nhiều trẻ em đã bị thiệt mạng trong một vụ lở đất ở tỉnh Vân Nam. Hơn 1.300 nhân viên cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm dưới nhiệt độ băng giá để tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Nói đến động đất, chúng ta lại nhớ đến thảm họa khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008. Cướp đi sinh mạng của 87.000 người. Những công trình xây dựng chất lượng kém được cho là nguyên nhân khiến cho số người chết tăng cao. Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết cường độ động đất vào khoảng 5,1 độ Richter, sâu 3,2 km. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ cơ quan địa chấn quốc gia nói rằng động đất mạnh 5,6 độ Richter, sâu 20 km đã được cảm nhận ở 5 khu vực: Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và A Ba. Trước đó, một cây cầu ở thành phố Thiết Lập, tỉnh Hoắc Long Giang, Trung Quốc đã bất ngờ bị đổ sập xuống sông Hồ Lan, làm ít nhất một người chết và 8 phương tiện lưu thông lao xuống sông. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.
Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 chiều tại thành phố Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam, Tây Nam của Trung Quốc. Ít nhất 150 người chết, 180 người vẫn đang mất tích, hàng trăm người bị thương, phá hủy nhiều công trình. Hình ảnh một con đường thuộc quận Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, nơi chịu ảnh hưởng của cơn động đất, phương tiện giao thông bị hư hỏng, nhà cửa, đường xá bị phá hỏng nặng nề. Nhà chức trách địa phương cho biết có quá nhiều tòa nhà đã bị tàn phá. Con số thương vong vẫn tiếp tục được cập nhật. Bức ảnh chụp bằng điện thoại di động ghi lại cảnh ngổn ngang tại một cửa hàng sau cơn động đất. Người dân ở đây cho biết điện đã mất, hệ thống liên lạc cũng bị gián đoạn. Hai người đàn ông đang tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát sau cơn địa chấn. Đội cứu hộ đã đưa một em nhỏ bị thương đi cấp cứu sau trận động đất. Lực lượng cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hàng nghìn chăn chiếu, lều bạt, nhu yếu phẩm được gửi đến để hỗ trợ người dân. Nhiều ngôi nhà cũ, đặc biệt là nhà của người dân chúng trong vùng bị phá hủy hoàn toàn. Khu vực này là nơi thường xuyên xảy ra động đất ở Trung Quốc. Cùng năm, một trận động đất xảy ra ở Từ Xuyên giáp với Vân Nam cũng khiến gần 70.000 người chết. Trung Quốc vẫn đang bị lũ lụt đe dọa, cả sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đều có lũ từ thượng nguồn. Hơn 80 con sông bao gồm một số nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà hôm qua vẫn vượt mức cảnh báo. Hệ thống phòng chống lũ lụt của Trung Quốc cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu giữa hai mặt trận Nam và Bắc. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến ngày hôm nay, hơn 80 sông hồ bao gồm sông Mân Giang, sông Trường Giang, sông Vu Giang và sông Gia Lăng, một nhánh của sông thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà, mực nước vẫn ở trên mức cảnh báo. Mực nước trên đập hiện đang được dâng cao 2,18m mỗi ngày và dự kiến sẽ dâng tối đa khoảng 170,3m. Chỉ cách mực nước chứa cao nhất là 175m là 4,7m. Đập Tam Hiệp dự kiến sẽ tạo ra dòng lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa hiện nay, với tốc độ dòng chảy ước tính là 76.000 mét khối mỗi giây. Chu Minh Hoa cho biết, trung và hạ lưu sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ mưa ít, dòng chính đang rút dần. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đập Tam Hiệp xả lũ, giảm áp lực kiểm soát lũ ở thượng nguồn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước chỉ ra rằng, trong tương lai chúng ta nên chú ý đến mùa mưa ở Tây Trung Quốc từ tháng 9 đến tháng 10. Mưa mùa thu xảy ra ở lưu vực sông Vệ Hà, lưu vực sông Hán, Trùng Khánh, Đông Tử Xuyên và Bắc Tử Xuyên. Một khi lượng mưa lớn liên tục, có thể xảy ra lũ vào mùa thu. Dự kiến lượng mưa vào mùa thu năm nay ở Tây Trung Quốc có thể ở mức vẫn cao. Vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác trên 50.000 mét khối trên giây ở thượng nguồn sông Dương Tử. Đối với lũ sông Hoàng Hà, Bộ Tài nguyên nước cho biết trạm thủy văn thông quan trên sông Hoàng Hà đo được lưu lượng nước lũ là 7.100 mét khối trên giây vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua. Mực nước trung bình là 328,1 mét. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1999. Mực nước của Lan Châu, dòng chính của thượng lưu sông Hoàng Hà, đoạn thông quan của dòng chính trung lưu và một nhánh sông Vệ Hà đều vượt quá mực nước cảnh báo. Mực nước các đoạn này duy trì trên mức cảnh báo đến 12 giờ ngày hôm qua. Đập Tam Hiệp sẽ đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa. Hiện nay 10 cửa đã được xả gấp trong ngày hôm qua. Kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đã bước vào một tình huống chống lũ gay cấn giữa hai miền Bắc và Nam. Mưa xối xả nhiều ngày đã gây ra thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc. Trận lũ số 3 đã tràn qua Trùng Khánh. Hiện tại nhiều nơi đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, đường ở Nam Tân, trung tâm thành phố gần như bị ngập hoàn toàn. Nước lũ cũng làm ngập nhẹ các tầng dưới của tuyến đường sắt số 2, nhưng tuyến này vẫn hoạt động như bình thường. Nhiều người đổ xô chụp cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước, giống hệt trong phim hoạt hình Nhật Bản, Cô gái Xinh Xin. Tại Trùng Khánh hôm qua, mưa lớn và lũ lụt đã được báo cáo ở nhiều nơi. Khu vực biên giới tuyến tàu điện ngầm Trùng Khánh số 2, nước ngập mênh mông, nhìn giống như một đại dương bao la. Một số đoạn đường dài, các tòa nhà chìm trong nước lũ, cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước. Về vấn đề này, một số người đã đăng trên nền tảng Weibo rằng xem ra ở Trùng Khánh nước ngập rất lớn, nhiều người đã đến check-in và chụp ảnh. Nhiều người còn chia sẻ video khi họ đi đường sắt, họ đều nói bạn tôi có thể trực tiếp đi trên sân ga và câu cá. Đừng nghĩ rằng tôi đang đi thuyền, tôi đang đi tàu điện ngầm. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.